kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin biến toàn dân thành gà công nghiệp đảng và gian thương cùng nhau thịt gà công nghiệp được nuôi nhốt trong một không gian rất chật hẹp không có bất kỳ điều kiện tự nhiên nào chỉ được cho ăn vỗ béo ánh sáng thì dùng điện tất tần tật thiết bị trong chuồng chỉ để nuôi gà trong lớn rồi đem thịt kết quả gà công nghiệp hoàn toàn không có bản năng gốc nếu thả chúng ra ngoài môi trường tự nhiên thì chúng không biết kiếm ăn thậm chí đi lại cũng rất khó khăn chế độ này đã nuôi được một trương mỹ lan thì sẽ nuôi được rất nhiều trương mỹ lan khác đảng cộng sản nuôi toàn dân việt nam cũng theo cách như nuôi gà công nghiệp họ tạo nên một loại giáo dục nhồi sọ để loại bỏ khả năng tư duy độc lập mục đích là làm cho gà không có khả năng phản biện không biết phân biệt đúng sai nhờ đó đảng tha hồ nói nhăng nói cuội điều gì cũng được đảng chỉ cần cho tuyên giáo hót thật hay thì làm gì dân cũng tin chính sách xuyên suốt này đã đẩy dân vào sự khốn cùng nhưng người dân nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận quan chức thì tham lam vô đạo đức nhưng tuyên giáo thì cứ rêu rao học tập tấm gương đạo đức này noi gương đạo đức nọ vậy mà nhiều người vẫn tin đảng mù quáng tuyên truyền dối trá kết hợp với giáo dục nhồi sọ mục đích là ngu dân hóa để làm lợi cho đảng Tuy nhiên, đảng ngu dân hóa để lừa dân để dễ cai trị thì bọn gian thương cũng lợi dụng nền tảng này để lừa dân mà kiếm tiền. Chưa có thời đại nào, những đại gia được tô vẽ là những tấm gương vượt khó, lại lộ mặt ra là những tên lừa đảo thượng thặng như thời đại ngày nay ở Việt Nam. Đáng sợ nhất là thành phần này lại cộng sinh với quan chức chính quyền để thực hiện lùa gà rồi đem thịt. Trong suốt một thời gian dài với số tiền chiếm đoạt cực lớn, để tự bảo vệ mình khỏi bọn lừa đảo thì người dân phải sáng suốt, không nên cả tin, không nên nghe những lời tuyên truyền mật ngọt. Một khi người dân mất khả năng tự bảo vệ thì dân chẳng khác nào là cục thịt để đảng đánh chén cả. Mà dân số đất nước này tới 100 triệu người, đảng đánh chén được thì bọn lừa đảo cũng nhảy vào xí phần, dại gì mà không tham gia đây. Khi gian đảng cai trị thì gian thương đua nhau nở rộ vụ án Vạn Thịnh Phát lùa gà hốt tới 12,5 tỷ đô la Mỹ của người dân từ Bắc đến Nam chưa lắng xuống, thì vụ EDG lại nổ ra, công ty đầu tư xây dựng 680 biệt thự trái phép ở Đồng Nai. Hiện nay, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của công ty này đã trở thành những con gà tội nghiệp. Gom tiền đầu tư vào EDG, rồi đó mà xem như mất trắng. Chính quyền xây dựng xã chủ nghĩa dựa trên sự dối trá với mục đích để dễ bề cai trị dễ bể đánh chén chưa có một chế độ pháp luật nào cho ra cả một bộ máy dối trá khổng lồ như thế mà như vậy thì đảng cộng sản là một tà đảng không quỹ ứng thiện không trung thực với nhân dân một xã hội bị cai trị bởi một gian đảng như thế thì những gian thương có cơ hội đua nhau nở cũng là điều dễ hiểu nói cho cùng những kẻ siêu lừa khoác áo doanh nhân thành đạt cũng chỉ là những kẻ ăn ké những gì đảng đang tạo ra để đánh chén mà thôi thực chất chính Đảng Cộng sản đã nuôi lớn những kẻ gian thương lừa đảo này. Nếu quan chức không làm ngơ hay tiếp tay cho Trương Mỹ Lan trong một thời gian dài thì làm sao có vạn thịnh phát đây? Vạn thịnh phát có phát lên được thì Lê Thanh Hải mới phát tài. Mà đâu chỉ có Lê Thanh Hải mà còn hàng loạt quan chức của ngân hàng nhà nước, công an cũng tiếp tay ăn hối lộ. Chính sách ngu dân hóa góp phần biến người dân thành gà cho đảng và gian thương cùng sơi thịt để cho xã hội đến mức như thế không thể nào sửa chữa. Việc đấu đá trên thượng tầng chính trị giúp cho người dân thấy được một phần nào bên trong của cái chế độ thối nát này. Cả xã hội này đầu đầu cũng chỉ có một mình Trương Mỹ Lan mà có đủ cả. Cấp độ nhỏ hơn thì có những Trương Mỹ Lan tí hòn, cấp độ cao hơn thì cỡ Trương Mỹ Lan cũng không thiếu. Chỉ cần ông Tổng Bí Thư cho soi hết những đại gia có cách làm ăn tương tự Trương Mỹ Lan hiện nay thì chắc chắn sẽ lòi ra rất nhiều trương mỹ lan khác nữa bởi đây là mảnh đất màu mỡ cho những trương mỹ lan nảy nở và tiếp tục làm hại người dân quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của thời báo .d với bản tin biến toàn dân thành gà công nghiệp đảng và gian thương cùng nhau thịt Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tiền ứ, doanh nghiệp đói vốn, dân thì đói ăn, sân sau thì lại ngập tiền, thủ tướng hay thủ phạm đây. Làm doanh nghiệp mà để ứ tiền là điều không tốt. Doanh nghiệp nào có tốc độ xoay vòng vốn nhanh thì doanh nghiệp đấy làm ăn hiệu quả. Tiền lưu thông mạnh đồng nghĩa với việc hàng hóa cũng lưu thông và sản xuất cũng mạnh lên bởi đơn giản hàng hóa đi qua thì đồng tiền nó đi lại nó như là hai đầu của một cái bập bênh vậy đầu này chuyển động thì đầu kia cũng chuyển động và ngược lại ngân hàng thì lại đang ứ tiền ở tầm vĩ mô cũng tương tự chính phủ là nơi nắm giữ vai trò điều hành của nền kinh tế thông qua các chính sách ở một khía cạnh nào đó thì quyền của người đứng đầu chính phủ việt nam đối với nền kinh tế việt nam còn lớn hơn quyền của người đứng đầu chính phủ hoa kỳ với nền kinh tế của họ bởi vì ngân hàng nhà nước việt nam là một cơ quan ngang bộ trong chính phủ với thống đốc ngân hàng nhà nước có cấp hàm ngang với bộ trưởng chịu sự chi phối của chính phủ trong khi đó người đứng đầu chính phủ hoa kỳ tức là tổng thống lại không có quyền can thiệp vào cục dự trữ liên bang mỹ tức là ngân hàng trung ương mỹ mỗi quốc gia đều sử dụng hai công cụ lớn để điều hành nền kinh tế, đó là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Ở Mỹ, người đứng đầu chính phủ chỉ có quyền sử dụng chính sách tài khóa, trong khi ở Việt Nam, Thủ tướng thực hiện chính sách tài khóa và có thể chỉ đạo ngân hàng nhà nước để điều tiết lượng cùng tiền. Một tay có thể chỉ đạo hai chính sách lớn, vậy mà không đồng bộ được hai chính sách này thì ông Thủ tướng quả là cực kỳ yếu kém. Truyền thông của nhà nước cho biết hiện nay có khoảng 735.000 tỷ đồng vốn tín dụng tương ứng với 31 tỷ đô la đang chờ người vay. Nói là chờ người vay là cách đánh cháo của báo chí, chứ thực chất là hiện tượng ứ vốn. Thị trường vốn của Việt Nam hoạt động không hiệu quả. Được biết tăng trưởng tín dụng đến ngày 23 tháng 11 chỉ đạt có 8% thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu của cả năm. Vốn đầu tư công thì đang bị nghẽn. Hồi tháng trước báo chí cho biết trong 10 tháng đầu năm giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt có 52%, một tốc độ vô cùng chậm chạp so với yêu cầu. Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công thấp là lỗi của Thủ tướng, còn để cho hệ thống ngân hàng ứ tiền không bơm ra ngoài xã hội được thì đấy cũng là lỗi của ông Thủ tướng và bà thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên báo chí, việc ngân hàng ứ tiền đầu tư công bị tắc nghẽn là những con số. Tuy nhiên, nếu chịu khó đi dạo quanh các thành phố lớn, hoặc đặc biệt ở Sài Gòn sẽ thấy hậu quả khủng khiếp của nó đang gây ra cho người dân như thế nào. Người dân thì thiếu việc làm, doanh nghiệp thì đói vốn, trả lại mặt bằng hàng loạt. Người thuê không có tiền để trả tiền mặt bằng, người cho thuê cũng thất thù. Nếu một vườn cây mà thiếu nước thì vườn cây ấy sẽ khô héo và cây chết dần chết mòn. Nếu nền kinh tế thiếu tiền thì xã hội sẽ xuống dốc rất điều tàn. Nền kinh tế của Việt Nam héo khô như tàu lá thiếu nước vậy. Điều đáng nói là cả xã hội suy thoái thế nhưng sân sau thì vẫn đang sống rất khỏe. Các đại gia đang sử dụng ngân hàng làm công cụ để gom tiền của dân chúng bỏ vào túi theo kiểu vạn thịnh phát đang làm. Nền kinh tế Việt Nam đã mất cân bằng một cách nghiêm trọng. Kẻ ăn không hết, người lần không già. Kẻ ăn không hết là các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam sân sau, còn lần không ra là toàn dân, trong đó có các doanh nghiệp chân chính. Thủ tướng Việt Nam, ông Phạm Minh Chính là thủ phạm gây ra tình trạng tệ hại như thế này vì ông phải chịu trách nhiệm. Ở trên cao, ông Tổng Bí Thư mạnh tay với rất nhiều người, nhưng ông vẫn để ông Thủ tướng bất tài, nhởn nhơ, vẫn ung dung làm những chính sách kém hiệu quả, khiến hàng loạt doanh nghiệp phải chết khô vì thiếu vốn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tiền ứ doanh nghiệp đói vốn, dân đói ăn, sân sau ngập tiền, thủ tướng hay thủ phạm Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa, Thời báo chấm